sở hữu địa hình vùng bán sơn địa, có diện tích và địa hình núi cao, thổ nhưỡng và nguồn nước mát mẻ trong lành. Huyện miền núi Ba Vì của thành phố Hà Nội mang nhiều lợi thế về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chính bởi vậy, thương hiệu gà đồi Ba Vì từ lâu đã rất nổi tiếng. Dựa trên các lợi thế này, Ba Vì xác định phát triển các sản phẩm ô cốp từ đặc sản gà đồi Ba Vì trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của địa phương. Cùng với những điều kiện về thổ nhưỡng và khí hậu, Ba Vì có địa thế vàng để huyện phát triển chăn nuôi gà đồi, cung cấp nguồn thịt thương phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thủ đô. Tổng đàn gà toàn huyện hiện đạt trên 3 triệu con, quy mô chăn nuôi trung bình 100 đến 200 con gà thịt một hộ, tập trung chủ yếu tại các xã vùng đồi gò như Cẩm Lĩnh, Thụy An, Ba Trại, Cam Thượng. Của thổ nhưỡng của chúng tôi là gà, ưu điểm là gà đồi, nhưng cái nước đó, cái chất nước và chất nước của chúng tôi là nó sỏi ong và chất đất là cát sỏi và đồi gò, thì ưu điểm đấy là con gà tạo nên con gà thịt rất thơm ngon. Khác với phương thức chăn nuôi gà khác, gà đồi Ba Vì được nuôi thả tự nhiên trên những vùng đất gò rộng. Con gà có điều kiện sinh trưởng tốt, gà con từ 2 tháng tuổi trở đi được nuôi hoàn toàn bằng thức ăn phối trộn từ ngô, đỗ tương xay, dầu cá, nên thịt có độ dai, thơm đặc trưng, tỷ lệ nạc cao. Gà đồi Ba Vì bắt đầu tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội từ năm 2019. Ngay từ năm đầu tiên, sản phẩm gà đồi Ba Vì đạt chứng nhận ô cốp 3 sao của Hà Nội nhờ thực hiện đúng quy trình chăn nuôi an toàn vì sức khỏe cộng đồng và người tiêu dùng. Khi mà cái sản phẩm ô cốt được công nhận nó là con gà đồi Ba Vì thì chúng tôi xác định là cái hiệu quả cũng được nâng lên một phần. Cái nhất là cái người tiêu dùng cũng qua đó cũng nhận biết được cái sản phẩm có chất lượng cũng như đảm bảo cái tính ổn định được xuất ra thị trường. Vấn đề thứ hai là cái truyền thông cũng góp một phần quan trọng giúp cho cái thúc đẩy cái quá trình sản xuất sản phẩm ô cốp của gà đồi Ba Vì nói riêng cũng như các sản phẩm khác nói chung. Các lớp tập huấn kỹ thuật hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học được triển khai đến từng hộ chăn nuôi trên toàn địa bàn huyện. Nhờ vậy, các hộ chăn nuôi gà đồi tại Ba Vì đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi từ các hộ gia đình lên quy mô chăn nuôi trang trại với số lượng lớn từ 2.000 đến 5.000 con một trại. Có những trang trại quy mô lên đến 10.000 con. Từ khâu chọn giống, thức ăn đến phòng chống dịch bệnh cho gà đều được các thành viên tuân thủ theo đúng quy định. Là thông qua các doanh nghiệp thì sẽ từng bước là đẩy cái thương hiệu của gà đồi Ba Vì lên. Thế và chắc chắn rằng là trong cái lộ trình tới đây thì gà đồi Ba Vì ngoài cái việc mà các cái danh tiếng thì được sẽ gắn các cái vòng nhận diện và người chăn nuôi, người tiêu dùng hoàn toàn có thể là biết được đâu gà đồi Ba Vì. Ngoài gà thương phẩm, gà Ba Vì được sơ chế làm sạch, đóng gói hút chân không. Các sản phẩm đều có tem nhãn nhận diện nguồn gốc xuất xứ, tem kiểm soát giết mổ. Nhờ đó, các sản phẩm mang thương hiệu gà đồi Ba Vì được đông đảo người tiêu dùng đón nhận tại hệ thống các siêu thị và chuỗi các cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thủ đô. Sỏi đá ong này nó tạo điều kiện ra cái chất lượng như là không khí, như là nước và thức ăn chăn nuôi, nó tạo ra một cái chất lượng thịt gà của gà đồi Ba Vì nó rất là ngon và ngọt, và người ăn cảm nhận được nó khác biệt với nị con gà ta ở bên ngoài. Gà đồi đấy là những cái sản phẩm thế mạnh của chúng tôi, và làm bất cứ cái gì thì chúng ta phải có cái thế mạnh thì chúng ta mới phát triển được. Và gà của chúng tôi thì rất là ngon, và nhưng các cái sản phẩm phát triển thì lại phải dựa vào các cái chất lượng của sản phẩm đến với người tiêu dùng, thì chúng tôi phát huy những các cái thế mạnh. Mà theo các hộ chăn nuôi gà đồi Ba Vì cho biết, dù đã được khẳng định chất lượng nhưng sản xuất gà đồi ở Ba Vì đang gặp khó vì đầu ra không ổn định do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 bùng phát kéo dài. Các thương lái gặp khó khăn trong việc di chuyển nên sản lượng gà tiêu thụ bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy vậy, phải khẳng định với những thành công trong việc duy trì và phát triển thương hiệu gà đồi Ba Vì trong quá trình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã góp phần tích cực nâng cao đời sống kinh tế cho người dân địa phương và vùng phụ cận, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người nông dân.